hợp quá thơm. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha, đã đến với kênh Ốc Gạo Miền Tây mình nha. Bữa nay mình ra ngoài vườn nè, mình làm một món ẩm thực rất hoành tráng luôn nha cả nhà. Mời cả nhà mình đón xem nha. Đi, let's go. Bữa nay mình làm một món ăn là mì chảo nha cả nhà. Đó, này mình làm món mì chảo, mì siêu cay luôn. Mì cay, mì chảo. Hôm nay mình ăn mì chảo bữa. Đó. Chế luôn ta. Mình thấy trong tiệm mì cay nó xài bằng cái bắp cải này nè. Hôm nay mình đi siêu thị mua được cái bắp cải. Đi vô nguyên siêu thị mua được có cái bắp cải không? Đó. Hôm nay mình nấu vậy một chảo mì chảo ăn. Trời ơi, ngày bão quá trời bão luôn cả nhà ơi. Ớt luôn nè. Quá trời ớt luôn nè. Nay siêu cay luôn. Hai chùm ớt luôn. Ăn tới luôn, tới băng keo luôn. Đậu vòng này ngon lắm ta. Đó. Có mì siêu cay, có mì siêu cay. Nay mình xài mì này siêu cay luôn nè, công nghệ Nhật Bản. Bò, hương vị bò. Mì cay cấp độ 7. Chơi nay cấp độ 1000 luôn. Đó. Dứt này luôn. Nay mình nấu mình mua gói này hình như là trong đó là 11.000 cả nhà. Bữa nay mình nấu 4 gói luôn. 4 gói ăn. Một chảo siêu to luôn. Kèm viên. Mình kèm cái gì? Cá viên nữa nè. Rồi bò viên. Cá viên, bò viên. Rồi, mình chuẩn bị mình nấu nha. Rồi bắt nước lên. Đó. Nay mình trải nghiệm mình ăn mì cay ở ngoài gần ngoài nhà là ngoài ruộng luôn. Mời tất cả bạn mình ăn cái chảo mì chảo. Tắt lửa ơi. Ngày bão quá trời nhóm lửa không cháy luôn cả nhà ơi. Ướt quá. Bão số 7 tới số 8, số 9, số 10, 11, 12, 20 hết. Hết tiền á. Mình vác thùng nước từ trong nhà vô luôn. Đó. Chơi thùng nước này vô một chảo nước mình nấu mì. Nãy có đem theo trong nhà ra. Nay mình vô rừng mình ăn mì cay luôn. Rồi quéo lông hết rồi. Cháy dữ vậy ta. Có lý dữ à, nãy mồi không cháy thì mới cháy dữ. Cái mình rửa rồi nè, bẻ được mấy trái đầu rồng với được ngàn giá, được mấy con tép trong tủ lạnh. Họ giờ nay mình nấu một chảo mì cay nha, mời các bạn mình dùng chung. Mời mì thì cay tới cay luôn á, có lý dữ à. Cay là cuốn nước. Trời đang mưa ăn mì cay có lý. Vô củi con ơi. Củi vô củi. Lên tim rồi. Xé mình lấy cái đầu niêm ra. Cái bịch đèn niêm nè. Đó, mọc rồi. Đấy.
vô. Đó. Siêu cay luôn à, quá ớt. Tới ớt luôn á. Hành. Sô hen luôn. Hôm nay mình ăn mì keo dây nha. Cô Lý à, tới ngon luôn. Xuất sắc. Cấp độ chống mặt luôn. Cho cả nhà mình về thời thơ ấu nha, mình chống chơi nhà chòi nha, hồi thời ấu vậy cả nhà. Đó, nấu ở ngoài đồng mình treo lên trời mình ăn luôn. Quá đã. Mình vô. Cá viên chiên. Đó đã. Tép luôn. Vô tép luôn. Lý cô Lý. Cái này là ăn siêu đỉnh luôn à. Hút vô. Dạ. Vô. Em nếm nào con. Vô. Bò viên rồi, tâm trời chín con với nếm thôi. Rồi, quá vừa ăn rồi. Cô Lý dữ ta. Viên. Rồi. Đổ mì ra chén chút. Chén hả? Ừ. Đổ mì ra ra dĩa mới đúng chứ. Chổng. Có mày được mấy trái đậu gầm vườn nè, mấy hai nãy. Ây da, trời quéo lông. Ủa. Chín rồi cả nhà ơi. Tôm. Ây da, quéo chừng mày luôn. Nó đỡ tươi luôn kìa. Nóng rẻ tiền vậy đó. Nhanh chín chưa ba? Ây da. Hất hỏi lộn ngược luôn, rớt không còn miếng gì ăn không. Bữa nào trời nắng đẹp trời cả nhà mình ra ngoài vườn làm cái nồi mì cay mì chảo này nha, quá đã. Ngon lắm. Ây dạ. Chưa lần nào ăn mà nói ra nó ngon rồi đấy. Dạ. Tới ngon luôn á. Dạ. Giờ mình vô mì luôn nha cả nhà. Đó, vô mì luôn. Quá ngon. Ô. Quá đẹp. Lý dữ người ta. Quá ngon cả nhà ơi. Đó. Ô. Nhà có tép nữa ta, nó lặn nãy giờ nó nổi gâu lên rồi đó. Yeah. Thơm quá, thơm. Thơm
Đẹp không? Em cô Lý à. Trời ơi. Chạy nước miếng không? Rút nước miếng mấy. Qua đã, qua đã. Mấy con bạc chín chưa ra? Chưa nè, đeo nè. Ồ. Chín rồi. Tòn ten, tòn ten, tòn ten. Chín rồi. Thử nó ngon kìa. Đó. Ăn bột viên thử đi được. Quá trời ơi. Nay mình nấu tôm quá trời tôm luôn nè. Ớt quá trời ớt. Ớt hơi bị ách luôn á ta. Mời cả nhà coi. Mời cả nhà cùng ăn bùi. Mời cả nhà mình ăn mì chảo nha. Mì siêu cay luôn nha. Trời quá chín rồi. Quá thèm rồi. Ngon. Có cái bò viên gắp không được nữa ta. Vô. Nè. Các bạn á. Mà cái nhà mình ăn mì cay nha, cấp độ này cái cả trăm quá chứ bảy gì, quá trời rồi, quá sức rồi. Nè, đưa chén vô. Đó, phút đưa chén vô. Đó, mì toàn ten luôn hết phút. Đó. Mời cả nhà mình nha. Đó. Vô. Mời cả nhà một miếng mì nha cả nhà. Qua đã. Cảm nhận sao bút? Ngon quá. Mời cả nhà ăn một bút riêng đây thui. Qua đã rồi. Đây thui trà lụi. Không biết à. Mình treo trên dây mình ăn nó nóng nóng nè. Cảm nhận nó rất ngon. Ngon. Độ cay cay nồng nồng của ớt á. Quá đã. Tamarca. Tamarca mới nở. Tamarca bự lắm. Miếng hãy cho nó nướng luôn. Ngon quá. Mời cả nhà một viên nữa nghe. Quá đã. Mời cả nhà mình dùng con Tamarca nha. Trời ơi. Qua dữ tiếng. Ngọt. Con tôm cũng để 2 ngày rồi. Nàng tép thẻ. Mượn mẹ ăn con tôm Alaska. Sao ngon không? Ngon. Có lý không? Có lý á. Nó có vị ớt. Có lý. Cay cay nằm nằm. Ngon quá trời ngon. Tôm nè, vô, vô. Trời con tôm bự. Ăn nhiêu đây chắc ngon luôn. Quá đã. Ngon tới mai luôn. Tôm nó bự tụt tản luôn à. Trời hôm nay mưa ra đường không được luôn á. Hôm nay mình mới ra được ngoài vườn. Ăn muốn tôm mà lắp cà. Trời ơi. Mũi gì bận gà mái vậy, thịt vậy. Trời ơi. Mũi bị lớn rồi. Bận bận rồi. Mình tìm hay quá. Quá trời mũi luôn mọi người. Nay mình trải nghiệm mình ăn mì treo dây ở trên cây, mình ăn thử cảm giác nó sao nghe cả nhà. Bữa nào cả nhà mình làm thử một bữa mình ăn với mình nha. Ngon mà cả nhà ơi. À, quá đã. Có dữ sao. Ăn này vừa ăn vừa khóc. Thôi. Hết sạch luôn á. Thôi hết đi. À, nữa không? Ăn con gì? Ăn tôm này không? Tôm càng đỏ. Trên con rồi. Lấy dữ ta. Đi mà. Trời cay, cay dở ẹt kìa. Cái ít thịt kìa, quá cay. Rồi, quá đã, đang đói nữa. Sáng giờ đi nổi.
Ngọc mới về các bà ơi. Nó ngon hết diễn tả luôn mọi người. Nó ngon á, hết diễn tả luôn. Còn hơn, còn ngon hơn nữa. Ăn hơn bộ 7 luôn, rồi cái bộ 7 luôn. À. Rút. Quá đã. Đậu quá ngon. Đậu rồng nó giòn. Có tím nó ngon. Có ăn. Chút hơi luôn. Chảy đi mắt luôn. Mà cái nhà mình ăn tôm đó nha. Cắp tép đi, ăn tép đi. Quá đã. Chảy một hồi nước miếng luôn. Chảy một lỗ mũi luôn hả? Đập mũi bỏ lại ăn. Không một. Nè. Tôm má bự luôn. Tôm má nó cà. Nè, tôm hùm nè. Quá đã. Tôm khủng rồ tổ tảng tà bá luôn, gọi là tôm ba lớp cà. Dâu quá già quá luôn. Không thốt được đâu à, ăn đậu quầm nãy giòn, đúng nó mì ăn giòn. Kiểu nước luôn. Quá đã. Mát ha. Cây tre hút người queo. Hồi rớt gắn lục xuống cục mịt. Chạy. Tôi rớt một cái vô cái nồi nướng ăn luôn. Nó bị cái trái. Nó hành bị cây á. Cả nhà biết cây này cây gì không? Cái này cái lý à. Lý lê lụ gì đó. Nó có trái con nè. Lý lê lụ gì đó. Mùa này mưa ăn trái không được, dội hết trơn. Sắc luôn rồi. Quá ớt. Rồi. Cả nhà giờ mình coi nè, nước nè đỏ nè. Nước đỏ như tôm luộc không? Đó. Hơn tôm. Ớt thì mày thối thằng ớt luôn. Tới cay luôn. Rồi. Chưa nổi nữa, cay mắt. Vô cục bò viên nữa mọi người ơi. À. Cái đậu tôm thấy đây hỏi thơm phức á. Nướng luôn. Ăn hết mì nữa mọi người. Ăn tôm ăn bò viên đi. Dứt. Ngon gì đâu luôn á. Bữa nay mấy nè mới ra ngoài vườn trải nghiệm mình nấu mì chảo rồi bay có cánh á, nè gấp cục bát cục này ha. Đó nay mình ra mình trải nghiệm mình nấu mì chảo và treo dây, bạn cảm giác nó lạ nha, độc lạ sao nha cả nhà. Nhiệt này cảm giác nó nóng á, dưới khơi lửa bực lên ăn ấm mồ hôi ra trơn luôn, không ướt áo luôn. Ấm hỉnh dở ẹt. Dạ ít sệt. Bự quá, nó vừa cái răng mình ăn đã quá, đã rồi. Thôi cho mình kết thúc clip tại đây cả nhà, để hồi trời tối mà nó giấu ngoài bụi tre luôn. Thôi mình xin kết thúc clip tại đây nha. Cả nhà mình nhớ like và đăng ký để cho kênh Nóng Gạo Miền Tây mình có động lực mình làm clip tiếp theo nha. Bye bye.